Hôm nay thì bọn mình sẽ quay trở lại với một cái thử thách nó cũng khá là quen thuộc rồi. Nó cũng lại là đoán tên bài hát thôi. Mà lần này nó có một cái điều khác so với những clip khác. Đó là mình sẽ được nghe 5 giây. Đoán đi. Spring Day nha. Nhìn thế này cũng đoán. Đó đoán cả ca sĩ được thêm một điểm, được 2 điểm. Okay. Stay Blackpink. Vẫn chỉ là một điểm thôi. 2 điểm. Chẳng có ai điểm nào ở đây. Sao sao lại phải tính điểm nó lằng nhằng như thế nhỉ? Đúng có được một điểm. Quá. Bây giờ mày đoán đi. Đấy nhá, fan EXO như thế à? Cút. Dream Girl của IOI. We are the Dream Girl. No no no, I think. Tao nhớ cái gì? Nhớ rồi. Cái gì ở Naviolarella hay là Rough của G-Friend. Thay đổi kết quả chính xác. Bực cái gì, chơi thì phải hẳn hoi chứ. Chơi mà cứ bực bực thế chơi làm gì. Chơi vui vẻ. Very nice à? Không phải. On number one. On number one. Cái gì đấy, ôi, cái gì đấy. Ôi, cái gì? Em ơi, dám kêu, em ơi, bên đi nha. Thì bố mới theo đúng quả đúng rồi nha. Bố mới bảo one of one nha. Cái gì? One, mày đọc là one of one đi. One of one. One of one. No, I need to catch him. No, I need to catch. Yesterday, Block P. Block P. Block P. Forwards, epic. Yes. Đây là đồ núi chập trùng những mảnh vua đấy ạ. Lonely sister. If you do. Xong. Cái tên bảy nhạc bên anh. Bam bam. Muốn lắc đều ơi. Bỏ đây à. Happiness. Very bad. Cay. Sao mình cứ ngửa như mình làm. Thôi. Lucky one, EXO. Tao đang ngồi đây thì cứ cầm đèn. Nhạc phim. Rồi. Khó vậy. Đây đọc là gì? Đau của. Đau Trung Hà. Hey boy. Whistle like ring. Make a whistle like a missile. Thôi, tao chịu rồi. Buồn quá. Make a whistle like a missile. Cherry bomb. Là xe tên 127. Nó gì đấy? Nó là cái gì đấy? Nó nhả. Tao sẽ. Nhiều. Đây là cái gì đấy? Không phải.
Bố mày biết chẳng qua là khó đọc mà thôi. Mẹ mày không đoán được. Thì đương nhiên tao đoán được. Ui, bài này quen thế còn gì nữa. Bài của Trung Hoa ấy. Mà anh không biết tên, anh nghe quá nhiều. Ăn tay từ hay không mình. Đoán đi, chưa đó. Mày bảo đoán đi xong mày còn nói. Tao bị ít điểm quá rồi. À ở thế. Bực cái ai cũng chó ấy nữa.